Chào mừng cô chú anh chị các bạn đã đến với kênh Bếp Quê nha. Hôm nay Bếp Quê làm gỏi cuốn cả nhà ơi. Mình có chuẩn bị đây là tôm nè và thịt. Mời mời cả nhà cùng vào bếp với mình cho vui nha. Giờ đầu tiên mình sẽ đi luộc thịt trước nha cả nhà. Nồi nước mình bắt sẵn nó sôi tim rồi. Mình cho vào đây muỗng cà phê muối. Muỗng cà phê hạt nêm. Mình cho thịt vào mình luộc trước. Chút mình dùng lại cái nồi này mình luộc tôm luôn, mình luộc sau. Thịt này mình dùng thịt nạc đùi nè. Cái cả nhà thích nó có mỡ mỡ có thể dùng cái thịt ba rọi cũng rất là ngon. Miếng thịt này hơi to nên luộc cũng hơi lâu quá nha, phải hơn nửa tiếng á. Rồi mình để đây nha, trong thời gian này mình đi làm cái nước chấm luôn. Thường gỏi cuốn thì cả nhà có thể ăn chấm với nước mắm chua ngọt, mắm nêm. Người miền Tây thì thường ăn với cái sốt tương đen này hơn. Hôm nay mình làm cái sốt tương đen luôn nha. Mình chuẩn bị là hai chai nè, thêm một ít chè đậu trắng. Chè đậu trắng thì cả nhà chỉ lấy chè với đậu thôi, mình không có lấy nước cốt dừa. Nó khoảng 4 đến 500 gram á. Còn cái này là gan heo. Gan heo mình rửa sạch rồi mình đã xay xay nhuyễn rồi cả nhà. Cái nhà xay chung với 200 gram heo, 200 gram gan á, mình xay chung với khoảng nửa chén nước với một muỗng canh tỏi phi cho nó thơm, nó khử mùi tanh nha. Này mình xay nhuyễn sẵn luôn rồi nè. Để làm nước chấm thì mình cho chè đậu trắng nó vô máy xay tố luôn. Cho luôn tương vô luôn. Lát cái chai này mình tráng miếng nước cho mình cho vô đây mình xay chung luôn cho nó loãng dễ xay cả nhà. Xíu là được. Mình vừa tráng hết chai thôi. Mình chỉ cần cho miếng nước cho để khoảng vài muỗng canh đó để mình tráng được cái phần tương nó còn dính trong chai thôi. Để cái này loãng ra hơn, dễ xay hơn. Cho đây một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê bột ngọt một muỗng vơi thôi và một muỗng vơi cà phê muối. Mình cho vô đây trước vì một lát nữa mình nêm nếm lại nha cả nhà. Rồi xay nhuyễn phần này luôn. Cái này mình xay xong, giờ mình bắt lên chảo mình nấu sơ cả nhà, nấu sơ đi trộn với gan nè. Mình xay nhuyễn mịn vậy nè. Rồi mình cho vô chảo một xíu dầu ăn nha cả nhà. Mình có tỏi phi trong đây rồi nên mình không có cần phải phi hành tỏi gì cả. Rồi cái chè đậu và tương mình mới xay đó cho vô nữa thôi. Mình cho vô một nửa cái tương và chè đậu mình mới xay đó, nấu lửa nhỏ thôi. Chỗ này nó nóng lên rồi mới cho phần gan vô mình trộn trước rồi mình cho cái phần còn lại. Nấu lửa nhỏ thôi cả nhà, cái này nó đặc đó, nó rất là dễ khét nha. Nhớ là mình nấu cái này nó nóng lên mới cho gan vô để nó không bị tanh nha cả nhà. Rồi, cái này nó nóng rồi nè, mình cho hết gan gan xay vô. Tiếp tục nấu lửa nhỏ, nấu được từ từ và trộn đều cho gan này nó chín.
mình nấu luôn cho chín kỹ phần gan rồi mình mới cho cái phần sót còn lại vào. Rồi khi mình nấu nó chín kỹ phần gan rồi mình cho hết phần sót còn lại vô luôn. Mình nấu chín kỹ phần gan rồi đó, là cái sốt này thì nó cũng chín hết rồi, thì mình cho vào, mình chỉ cần nấu nó cho nóng lên là được. Khi mà mình khuấy đều rồi á, cả nhà có thể nêm nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình mình, cái vị mặn ngọt á, thiếu mặn thì mình thêm muối, mình thiếu ngọt mình thêm xíu đường nữa là được. Mình làm sốt xong luôn mà thịt cũng chưa chín cả nhà, cục thịt nó to quá đó, mình tính cắt đôi ra mà mình để vậy cho nó luộc cho thịt nó không có bị khô. Trong lúc này thì cả nhà có thể nếm lại, nêm nếm lại vừa được đồ mặn ngọt nha. Mình thấy là nó chỉ thiếu mặn xíu thôi, mình cho thêm nửa muỗng cà phê muối này. Cho đây 1 muỗng canh tỏi phi. Tỏi này mình đã phi sẵn rồi, mình cho khoảng 1 muỗng cà phê tiêu xay nữa cả nhà. Rồi trộn đều lên nữa là tắt lửa được rồi. Rồi vậy là được rồi, mình tắt lửa, vậy là mình xong cái sốt này. Cái này khi nào ăn á, mình cho đồ chua nè, đậu phộng, ớt xay vô. Cái đó, những phần đó thì mình để riêng, ai ăn bao nhiêu thì mình cho bao nhiêu. Rồi vậy là mình xong sốt này, để đây cho nó nguội. Thịt mình luộc nó cũng chín cả nhà, hồi nãy mình cắt đôi ra này cho nó nhanh, cục to nó lâu quá. Giờ mình vớt ra luôn nha, vớt ra làm lấy cái nồi này mình luộc tôm luôn. Nấu cho nước nó sôi đùng trở lại, cho tôm vô. Tôm này mình luộc chỉ cần 3-4 phút, nó đỏ lên hết mà nó nổi lên á, tôm nó nổi lên 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 lên, lên mặt là được, là chín. Tôm mình không luộc lâu quá nha, luộc lâu quá nó bở lắm. Mình luộc xong á, cả nhà có thể cho ra thao nữa. Nước đá là thao mà có nước đá càng tốt, không thì nước lạnh thôi cũng được. Rồi tôm mình luộc cũng 3-4 phút rồi cả nhà, nó nổi lên này nè. Giờ mình vớt ra cho thao nước đá lạnh nha. Ngâm đây khoảng 5 phút rồi mình vớt ra, mình bóc vỏ và mình chẻ đôi. Con tôm này hơi to, mình chẻ đôi nó mới dễ cuốn. Rồi, hay làm món này rất là nhanh luôn cả nhà ơi. Mình nhờ bà chị cắt thịt giùm. Lọc tôm luôn cả nhà, lọc trước cho nó ráo nước rồi mình chẻ sao, chẻ mình loại bỏ chỉ lưng luôn.
Ít rau thôi, sao ngắt cái thôi, đừng có lấy cái rồi bún đá cải nhiều đó, nhiều quá. Cứng dữ ta, bánh cứng như vậy chắc coi chừng bị cứng nha, mềm không. Cứng thiếu nước rồi đó, hồi nó cứng ngắt khó ăn lắm. Rồi, cải, rau thơm. Rau bữa nay mua không có được tươi, được ngon. Quế nó mất tiêu hết trơn rồi. Có đủ đủ loại cho nó thơm. Đúng rồi. Bún. Thịt để ngoài Đây này, xem xong rồi ừ, hả? xong rồi tới thịt gì nè, Vậy thịt gì nè, đang vậy hồi sao cuốn hả? Muốn mới thấy sao? nó mới thấy miếng thịt. Đây nè, thấy tôm, tôm đây Đó, sao vậy là xong à. á? Ừ. Rồi không bọc đầu hả? Cái đó sao cuốn nó loại không hẹ phải không? Sao cuốn không hẹ đi, con cuốn có hẹ. Tại có người không ăn được hẹ nha cả nhà. Có người không ăn được hẹ mà có người không ăn được tôm nữa. Cái bánh này nhúng nước thoải mái á. Đây Đẹp quá. cả nhà, tôm nó hiện ra nó nhìn thấy rất là ghê luôn. Nhìn cái luôn. à, cái hẹ mà nó dài quá thì mình ngắt bớt hoặc là cắt bớt. Cái này thì tham, Bự quá. không phải nhúng nhiều, Mềm quá phải không? mềm Là sao vậy là được ừ. không? Cái này Không nhưng mà vừa này. Đẹp ghê đúng không, rồi, đẹp quá. Ôi, quá dữ. này bán được rồi Ôi, này, quá dữ. nhiêu ta, 5.000 cuốn đủ lời không, 6.000, 6.000. 5.000 không lời, Không tôm lời. con rưỡi bự. Ừ, 6.000 cũng lời đó, 6.000. Thank you.
Rồi, gỏi cuốn mình xong rồi cả nhà. Mời cô chú anh chị cùng thưởng thức gia đình mình nha. Nè, có cái mâm bên đây là không có tôm. Nay chị Sáu không ăn tôm được. Rồi ăn đi mà hai. Nó mà ăn ở vụ mà cái gì như vậy. Mình dịch hay nói vụ đám cưới ngồng á. Kêu từ chết. Ngon quá. Ăn sáng dài ghê. Ăn sáng dài không biết rồi. Mua siêu thị đấy bác sĩ. Cánh làm mắm nêm mà thấy này nó đúng với miền Tây hơn. Ừ mà ngon không? Mắm nêm cái này cho tái mẹ ăn tương. Không không bị hư cái nào luôn á. Này có hẹ ngon nè, có người ăn không? Có người ăn lại rút cái hẹ để ra hẹ thơm. Tự ái tự ái. Cũng có người ăn không được, cũng rất cay quá. Có người ăn không được, người ăn được. Giống như bữa trước đấy anh giận tụi nó kêu ăn con lê chim a. Nó chị ăn không được. Bà ngoại ăn được. Ừ. Tụi nó ủa sao chị ăn được sao? Chị ăn cũng khoái. Ừ. Giận tụi nó cái này mà có nhiều người ăn không được lắm á chị. Mà đâu có hồi rồi ăn. Ừ tự nhiên ăn được. Nè Sáu, Sáu phải ăn hết mâm này nha. Ừ. Còn mà hàng mâm này, sáng hết mâm này. Sợ em khóc. Sợ em khóc. Vô tấm cửa có làm như hỏng làm cái con sồng quá. Mấy con đầu cũng đẹp ghê. Y chang như người ta bán tiệm luôn. Y chang mấy con gọi cuốn nha. Ta bán tiệm đâu mà ngọt dữ. Nói xíu mà ớt hơi mặn ha. Rồi thịt cũng ngon kìa. Mấy người bán nhiều, ta làm ba loại luôn. Không có loại tôm thịt mà cái tôm thịt, cái là tai heo, còn cái là bì. Mà bì thì ăn nước mắm chua ngọt ngon hơn. Đồ chua còn là sao mà hai? Bạn gấp đi. Cái nước chấm mà chấm nhiều mới ngon cả nhà, nó vừa ăn lắm, không có mặn. Cái tương này không được ngon á. Mua được cái tương mà của Liêm Kỳ á ngon lắm. Chạy ba chợ luôn, chợ cũ, chợ mới, chợ Cầu Sắt luôn, không có mà. Là kia mới nói đó thành phố rồi, chứ đây không có. Dưới quê thường ta ăn tương hột, tương rời không à. Một là nãy con mua chai, có loại rời nữa. Bánh loại rời rẻ lắm, mua không? Nó hồi lấy này xài sẵn rồi. Ôi vậy, loại rời mình dành làm cực á. Rồi rồi về phải xay cái tương. Mà rồi rồi thì nó hay mặn. Hai cuốn thấy đã rồi. Đó. Đó rồi đó. Múc tương nhiều quá.
Làm này phải ăn đông người mới ngon, còn cá đóng á. Rồi, trời làm mày chứ ăn có một hai cuốn là nó no hết rồi cả nhà ơi. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây cả nhà ơi. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn theo dõi hết video nha. Hẹn gặp lại cả nhà video sau.